áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào các em, đã quay trở lại với bài học khoa học tự nhiên 6, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Xung quanh chúng ta thì có rất nhiều các cái loài sinh vật khác nhau, bao gồm cả động vật và cả thực vật. Và cái sự tồn tại của bất cứ một cái loài sinh vật nào, nó cũng đóng một cái vai trò nhất định trong tự nhiên và nó đã góp phần tạo nên cái sự đa dạng sinh học. Vậy thì đa dạng sinh học nó có vai trò quan trọng như thế nào? Và tại sao chúng ta cần phải bảo vệ đa dạng sinh học? Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu ở cái nội dung bài học ngày hôm nay. Bài 38, đa dạng sinh học. Rồi, câu hỏi mở đầu của chúng ta đó chính là đa dạng sinh học có vai trò quan trọng như thế nào và tại sao phải bảo vệ đa dạng sinh học? Thì để trả lời được câu hỏi này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu đa dạng sinh học là gì trước tiên. Phần 1 La Mã, đa dạng sinh học là gì? Ở đây thì chúng ta hãy quan sát, chúng ta có hai hình ảnh. Hình 38.1 là đa dạng sinh học ở hệ sinh thái trên cạn. Thứ hai, hình 38.2 là đa dạng sinh học ở hệ sinh thái dưới nước. Như vậy ở hai môi trường khác nhau, đúng nhỉ? Và câu hỏi đầu tiên, hãy quan sát hình 38.1, 38.2. Lấy ví dụ về đa dạng loài ở thực vật và động vật. Rồi, chúng ta cùng nhau đi trả lời câu hỏi đầu tiên, sách giáo khoa trang 135. Câu hỏi 1, sách giáo khoa trang 135. Rồi, hãy cùng quan sát hình ảnh. Lấy ví dụ về đa dạng loài thực vật. Trước hết là đa dạng. Loài ở thực vật. Ở thực vật thì chúng ta thấy chủ yếu ở hình đầu tiên đúng không nhỉ? Và đây là môi trường rừng mưa nhiệt đới. Đa dạng sinh học ở rừng mưa nhiệt đới. Đối với rừng mưa nhiệt đới này thì cái số lượng loài thực vật rất là lớn. Có rất nhiều loài thực vật. Ở đây chúng ta có thể quan sát được đó chính là cây cây dương xỉ này. Có rêu ở các cái gốc cây. Rồi có rêu này, có nấm. Có cây bụi nhỏ. Trong rừng có rất rất nhiều các cái cây bụi nhỏ dưới tán của các cái cây gỗ lớn. Rồi, cây gỗ lớn. Và đương nhiên cái số lượng cây gỗ lớn thì nó cũng rất là nhiều và chúng ta không thể kể tên từng cái loài một được. Đó là về đa dạng loài ở thực vật. Vậy còn đa dạng loài ở động vật? Đa dạng loài ở động vật. Đối với đa dạng loài ở thực vật thì ở đây chúng ta thấy rằng sẽ có đa dạng ở môi trường hệ sinh thái trên cạn và hệ sinh thái dưới nước. Trước hết là động vật, cô viết tắt. Động vật ở trên cạn. Sự đa dạng của nó thể hiện như thế nào? Đó chính là số lượng loài rất là lớn. Đó. Và động vật ở đây, chúng ta nhìn qua cũng có thể kể tên ra những cái loài như là hổ này, rắn này, chồn, cú mèo,
khỉ, giun đất. Hoặc là sâu, hoặc là con bọ ngựa nữa, đúng không nhỉ? Vân vân. Còn đối với động vật ở dưới nước, động vật ở dưới nước thì chúng ta nhìn và có thể quan sát gồm có cá này, san hô này, cá, san hô, và có mực này. Số lượng loài cá cũng rất là nhiều, gồm nhiều cái loài cá khác nhau, màu sắc rất là sặc sỡ, vân vân. Đó là về động vật ở dưới nước. Như vậy thì cái đa dạng sinh học nó biểu thị ở cái điểm nào? Nó biểu thị rõ nét nhất ở số lượng loài sinh vật. Và cái điểm này các bạn cần phải nhớ cho cô. Nếu như cái số lượng loài sinh vật càng lớn thì cái độ đa dạng sinh học của nó sẽ càng cao. Còn ngược lại, nếu như cái số lượng loài sinh vật mà ít đi hay là bị suy giảm đi thì đa dạng sinh học nó cũng suy giảm. Được chưa ạ? Rồi, các bạn sẽ nhớ cho cô cái đa dạng sinh học nha, biểu thị rõ nét nhất ở số lượng loài sinh vật. Thứ hai là vai trò của đa dạng sinh học. Đa dạng sinh học thì có vai trò như thế nào? Chúng ta hãy cùng quan sát ở phần 2. Đầu tiên là vai trò của đa dạng sinh học trong tự nhiên. Đối với môi trường tự nhiên thì đa dạng sinh học nó giúp duy trì và ổn định cái sự sống trên trái đất. Trong tự nhiên, các cái loài sống trong cùng một khu vực luôn luôn có cái mối quan hệ qua lại với nhau khăng khít, hỗ trợ nhau hoặc là cạnh tranh lẫn nhau để tìm kiếm thức ăn. Và nó sẽ đảm bảo được cái sự tồn tại ổn định của mỗi loài trong trong hệ sinh thái. Cô lấy ví dụ như ở hình 38.3. Đây là các cái loài sư tử, đại bàng, mèo rừng này, chó rừng này, thỏ này, cú mèo, rắn, chuột và con dê, thực vật nữa. Nó có mối quan hệ qua lại khăng khít với nhau và biểu thị ở cái chiều mũi tên. Đó là cái mối quan hệ dinh dưỡng giữa các cái loài này. Rồi. Vậy thì chúng ta có câu hỏi số 2. Hãy quan sát hình 38.3 và cho biết điều gì sẽ xảy ra nếu loài sau trong hình bị giảm số lượng hoặc biến mất. Đầu tiên là loài cú mèo. Đây, đây là cú mèo. Đó. Điều gì xảy ra đối với các cái loài xung quanh này nếu như cú mèo bị giảm số lượng hoặc là biến mất hoàn toàn? Và chúng ta cùng nhau đi trả lời câu hỏi số 2. Sách giáo khoa trang 135. Đầu tiên nha, đó chính là nếu cú mèo bị suy giảm số lượng hoặc biến mất rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau quan sát hình 38.3 thêm một lần nữa nhé. Đây là cú mèo đúng không nhỉ, và các bạn nhìn cho cô cái chiều hướng mũi tên này. Đó, từ chuột chiều hướng mũi tên sang cú mèo đúng không nhỉ. Cái điều này nó biểu thị điều gì? Nó biểu thị chuột chính là thức ăn của cú mèo. Được chưa? Hay là ví dụ cái mũi tên từ chuột sang rắn này thì chuột nó sẽ là thức ăn của loài rắn. Được chưa ạ? Đó là về cái sơ đồ mối quan hệ dinh dưỡng. Cứ cái loài đứng ở phía trước sẽ là thức ăn cho cái loài đứng ở phía sau mũi tên. Vậy nếu như cú mèo nó bị suy giảm về số lượng hoặc là nó biến mất hoàn toàn thì thức ăn của nó là chuột. Đó, không hề bị cú mèo tiêu diệt thì cái số lượng chuột nó sẽ tăng lên. Được chưa? Số lượng chuột nó sẽ
tăng lên. Đó là nếu như cú mèo bị suy giảm số lượng hoặc biến mất thì chúng ta sẽ giải thích như sau. Chuột là thức ăn của cú mèo. Rồi, do đó nếu cú mèo bị giảm số lượng mở ngoặc là hay biến mất thì điều gì xảy ra? Tất nhiên đó chính là số lượng chuột nó sẽ tăng lên bởi vì nó không hề bị cú mèo tiêu diệt. Số lượng chuột sẽ tăng lên. Rồi. Như vậy thì số lượng chuột tăng lên, những cái loài khác, ví dụ như rắn chẳng hạn, được chưa? Ví dụ như rắn này. Đó, hay là mèo rừng, nó đều sử dụng chuột làm thức ăn. Số lượng chuột tăng lên thì kéo theo mèo rừng và rắn có rất rất nhiều thức ăn. Và khi có nhiều thức ăn thì chúng sẽ tạo ra cái số lượng lớn cá thể rất là nhanh. Đó, cái điều xảy ra đó chính là những loài mà sử dụng chuột làm thức ăn. Những loài sử dụng chuột làm thức ăn thì sẽ tăng số lượng. Đó, số lượng cô viết đây nha. Còn những loài là thức ăn của chuột những loài là thức ăn của chuột thì sẽ bị giảm đi, đúng nhỉ? Tại vì sao nó lại giảm đi? Tại vì số lượng chuột tăng lên thì đương nhiên cái nhu cầu thức ăn của chuột nó cũng sẽ lớn hơn. Do đó nó sẽ tấn công nhiều. Ví dụ như trong trường hợp này, thực vật nó chính là thức ăn của chuột chẳng hạn, đúng không? Số lượng chuột tăng lên thì số lượng thực vật nó sẽ bị giảm đi do chuột nó phá hoại rất là nhiều. Trường hợp thứ hai đó chính là thực vật. Rồi, điều gì sẽ xảy ra nếu như thực vật suy giảm hoặc là bị biến mất hoàn toàn? Thì chúng ta hãy cùng quan sát lại cái sơ đồ 38.3. Ta thấy rằng ở đây trong cái sơ đồ này thì thực vật nó chính là đứng ở khởi đầu, nó chính là điểm khởi đầu. Nó là thức ăn cho chuột này, là thức ăn cho thỏ này, là thức ăn cho dê. Được chưa? Vậy nếu như thực vật nó sẽ bị suy giảm hay là bị biến mất hoàn toàn thì cái chuỗi thức ăn này hay là cái sơ đồ mối quan hệ dinh dưỡng này nó sẽ không tồn tại. Được chưa ạ? Nó không tồn tại bởi vì nó bị biến mất hoàn toàn. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ trả lời. Vì thực vật là khởi đầu, là cái sinh vật khởi đầu chuỗi thức ăn. Khởi đầu chuỗi thức ăn. Nếu như nên nếu thực vật bị suy giảm, bị giảm hay là biến mất hoàn toàn đấy thì toàn bộ cái chuỗi thức ăn nó bị ảnh hưởng, nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả các cái loài đứng ở đằng sau. Toàn bộ chuỗi thức ăn sẽ bị
ảnh hưởng. Rồi, và cái điều cuối cùng nó dẫn đến đó chính là chuỗi thức ăn nó sẽ không tồn tại. Chuỗi thức ăn không tồn tại nếu như thực vật nó bị suy giảm hoặc là biến mất hoàn toàn. Bởi vì chúng ta ở đây chúng ta có thể thấy đó, tất cả những cái loài đằng sau nó đều có liên quan đến thực vật, được chưa ạ? Đó là về vai trò của đa dạng sinh học. Nếu như một cái loài sinh vật nào đó nó đóng một vai trò nhất định trong tự nhiên mà tự dưng nó bị suy giảm hoặc là bị biến mất hoàn toàn thì cái vai trò của nó cũng bị ảnh hưởng và làm cho đa dạng sinh học bị suy giảm. Rồi, đó là về vai trò của đa dạng sinh học trong tự nhiên. Ngoài ra, chúng ta có thể quan sát thêm. Rồi, đây là hệ sinh thái rừng hình 38.4 và rừng tự nhiên. Đối với rừng tự nhiên thì số lượng loài thực vật của nó rất là lớn và vai trò chính đó chính là điều hòa khí hậu, bảo vệ nguồn đất và nguồn nước trong tự nhiên. Bên cạnh đó thì nó còn có vai trò hạn chế cái hiện tượng sạt lở này, xói mòn này và lũ quét này. Được chưa ạ? Đó là về hệ sinh thái rừng. Và bên trong hệ sinh thái rừng thì nó còn là cái nơi ở của rất rất nhiều các cái loài động vật hoang dã. Nấm này, các vi khuẩn này, có khả năng phân hủy xác động vật, xác thực vật, chất thải. Để nó hình thành những cái chất đơn giản cung cấp cái độ màu mỡ cho đất và nó còn làm sạch môi trường nữa. Đó chính là vai trò của rừng đấy. Và rừng nó cũng góp phần tạo nên cái độ đa dạng sinh học rất là lớn trong tự nhiên. Vậy còn vai trò của đa dạng sinh học đối với con người thì sao? Chúng ta cùng quan sát ở phần 2 nhỏ. Đối với đa dạng sinh học, nó sẽ đảm bảo cái sự phát triển bền vững của con người thông qua việc cung cấp ổn định nguồn nước này, nguồn lương thực này, thực phẩm này, từ đâu nhỉ? Từ động vật và từ thực vật. Và nó còn tạo ra cho con người của chúng ta một cái môi trường sống rất là thuận lợi. Đó. Rồi, đối với đa dạng sinh học thì nó còn tạo ra cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Ví dụ như là các khu du lịch chẳng hạn, các khu tham quan, giải trí, nghỉ dưỡng cho con người đều khai thác từ cái hệ sinh thái thiên nhiên. Bên cạnh đó, nếu như sự khí hậu của chúng ta có cái sự biến đổi chẳng hạn, thì đa dạng sinh học nó sẽ giúp cho cái việc điều hòa được khí hậu thông qua việc làm giảm sự ảnh hưởng của các cái thiên tai khí hậu khắc nghiệt, làm giảm hiệu ứng nhà kính, vân vân. Đây, chúng ta có câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 3. Hãy kể tên loại thực phẩm và đồ dùng của con người có nguồn gốc từ động vật và thực vật. Chúng ta đã sử dụng những cái đồ dùng, những cái loại thực phẩm nào có nguồn gốc từ động vật và từ thực vật thì các em hoàn toàn có thể kể ra trả lời cho câu hỏi số 3. Rồi. Câu hỏi số 3. Sách giáo khoa trang 136. Một số loại thực phẩm và đồ dùng. Trước hết là một số thực phẩm trước. Một số thực phẩm từ động vật và thực vật. Và thực vật. Chúng ta đã sử dụng những cái nguồn thực phẩm động vật thì có thịt này, cá này, trứng này, sữa này. Và chúng ta gọi chung đó là thức ăn. Thức ăn hàng ngày của chúng ta không thể thiếu thịt, cá, trứng, sữa uống hàng ngày, vân vân. Còn đối với
Thực vật thì sẽ cung cấp cho chúng ta nguồn lương thực. Lương thực này. Lương thực thì chúng ta có bốn cái loại lương thực chính, bao gồm là lúa, ngô, khoai, sắn. Chúng ta đã được học đúng nhỉ? Một số loại nữa. Và cung cấp cho chúng ta rau xanh này. Chúng ta không thể thiếu được rau xanh đúng nhỉ? Hoặc là các cái chế phẩm. Các chế phẩm từ sữa. Có những cái chế phẩm nào? Cô lấy ví dụ như là format này. Hoặc là sữa chua này. Sữa dê này, vân vân. Rồi, các cái loại rau củ quả, rau xanh này, củ quả. Đó, rất rất nhiều. Đó chính là một số cái thực phẩm mà chúng ta có cái nguồn gốc từ động vật, thực vật chúng ta sử dụng hàng ngày. Thế còn về đồ dùng thì sao? Một số đồ dùng. Chúng ta có những cái đồ dùng nào? Ví dụ như chúng ta ngồi học chẳng hạn, thì không thể thiếu đó chính là bàn ghế được làm từ các cái loại gỗ. Bàn ghế, thậm chí là giường, tủ được làm từ các cây lấy gỗ đúng nhỉ? Cây lấy gỗ. Cô lấy ví dụ như gỗ lim hoặc gỗ hương, một số loại gỗ đó. Rồi, hay là quần áo chẳng hạn. Giả sử như quần áo của chúng ta được sản xuất từ lông cừu này hoặc lông dê chẳng hạn này, thì nguồn gốc của nó cũng đều là từ động vật. Rồi, hoặc là chúng ta có giày dép này, túi xách này, giày dép, túi xách vân vân. Nguồn gốc của nó có thể là từ da các cái loài động vật, da động vật, ví dụ như là cá sấu này, da bò này, vân vân. Hoặc chúng ta không thể thiếu cái đồ dùng học tập đó chính là vở, đúng không? Vở hay là giấy viết. Được sản xuất từ từ gỗ, từ cây đấy. Nguồn gốc là thực vật. Rồi, đó là một chúng ta đã nêu ra một số cái thực phẩm và một số cái đồ dùng có nguồn gốc từ động vật và thực vật. Bản chất đó chính là do đa dạng sinh học cung cấp cho chúng ta. Vậy thì qua đó, chúng ta có thể thấy được rằng đa dạng sinh học nó có vai trò rất rất quan trọng đối với con người. Nếu như cái độ đa dạng sinh học của động vật và đa dạng sinh học của thực vật càng cao thì lợi ích mang lại cho con người sẽ càng lớn. Được chưa ạ? Đó là về vai trò đa dạng của sinh học. Tiếp theo đó chính là một số nguyên nhân gây ra suy giảm đa dạng sinh học và hậu quả. Thì ngày nay đa dạng sinh học đang bị có cái nguy cơ đe dọa. Vậy thì có những nguyên nhân nào nó gây ra suy giảm đa dạng sinh học? Chúng ta hãy cùng quan sát. Thứ nhất là nguyên nhân. Dù đa dạng sinh học có vai trò rất là quan trọng, nhưng mà nhiều nơi nó đang bị suy giảm một cách rất là nghiêm trọng. Rồi, chúng ta có thể quan sát một số hình ảnh ở đây. Đây là một số nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học. Đó. Ở đây chúng ta có 5 bức tranh thể hiện 5 cái nguyên nhân khác nhau. Và có câu hỏi, hãy quan sát hình 38.7. Nêu các nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học. Câu hỏi này thì rất là dễ đúng nhỉ? Chúng ta nhìn vào hình ảnh, chúng ta hoàn toàn có thể kể ra được những cái nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học.
Rồi chúng ta sẽ trả lời. Đây là câu hỏi số 4. Sách giáo khoa trang 137. Bức tranh đầu tiên, hình A, thì có nguyên nhân là gì? Thì nguyên nhân đó là gì? Là yêu cầu thứ nhất nha. Các nguyên nhân. Gây suy giảm đa dạng sinh học. Đa dạng sinh học cô viết tắt. Đầu tiên ở bức tranh A ở đây, đây là bác nông dân đang thực hiện, đó chính là phun thuốc bảo vệ thực vật. Đó. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật quá mức, đây cũng chính là một cái nguyên nhân gây ra suy giảm đa dạng sinh học. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật quá mức. Bảo vệ thực vật quá mức. Hay là lạm dụng đấy. Quá mức. Bức tranh số 2. Ở đây chúng ta thấy rằng đây là một trong những cái loài động vật đang bị bắt nhốt lại ở trong trong lồng, đúng không? Và nguyên nhân đó, nguyên nhân gây ra đó chính là do săn bắt động vật hoang dã. Nếu như mà động vật bị săn bắt thì đương nhiên số lượng cá thể nó bị giảm đi và thậm chí có thể gây ra hiện tượng đó chính là tuyệt chủng. Và số lượng loài giảm thì đương nhiên cái đa dạng sinh học nó cũng sẽ bị giảm sút đi. Và bức tranh số 3, ta thấy rằng hiện tượng đó chính là chặt phá rừng, đúng nhỉ? Khai thác rừng hay là chặt phá rừng quá mức. Khai thác rừng quá mức nó cũng gây ảnh hưởng đến cái hệ sinh thái rừng tự nhiên. Lúc nãy chúng ta vừa tìm hiểu. Rồi, bức tranh D ở đây. Đây là một trong những cái thiên tai đúng không nhỉ? Đó chính là cháy rừng. Thiên tai cháy rừng. Rồi, không biết là các bạn có nhớ cái thảm họa thiên tai cháy rừng ở Australia. Nó đã gây thiệt hại rất là lớn, đặc biệt là chính là cái loài gấu, cái loài đặc trưng của Australia. Thiên tai cháy rừng. Và hình E đó chính là thiên tai núi lửa. Núi lửa phun trào và nó nhấn chìm tất cả những cái loài sinh vật này, bao gồm cả động vật và cả thực vật trong cái dòng nham thạch, làm suy giảm cái đa dạng sinh học. À, như vậy là chúng ta đã chỉ ra được các cái nguyên nhân gây ra suy giảm đa dạng sinh học rồi. Rồi, yêu cầu số 2 đó chính là kể thêm các cái hoạt động khác của con người và có thể gây suy giảm đa dạng sinh học. Con người của chúng ta cũng có các cái hoạt động và đang gây ra cái suy giảm sinh học, suy giảm đa dạng sinh học rất là lớn. Một số hoạt động của con người. Gây suy giảm đa dạng sinh học. Và sau khi chúng ta biết được những cái hoạt động này nó làm suy giảm đa dạng sinh học thì chúng ta cần phải hạn chế toàn bộ các cái hoạt động đó. Đầu tiên đó chính là cái hoạt động đốt rừng làm nương hoặc là làm rẫy. Đốt rừng làm nương rẫy. Đó. Rừng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với hệ sinh thái tự nhiên. Chính vì vậy, nếu như
cái lượng rừng nó bị giảm sút đi thì nó gây hậu quả rất là lớn. Thứ hai đó chính là xây dựng các cái đập thủy điện này, và nó cũng ảnh hưởng đến môi trường sống tự nhiên của các loài. Xây dựng đập thủy điện. Ảnh hưởng đến môi trường sống. Của các loài. Trong cái quá trình mà chúng ta xây dựng các cái đập thủy điện này, nó sẽ có cái sự thay đổi về mặt địa hình, đúng không nhỉ? Hoặc là những cái loài động vật mà sống trong cái khu vực đó cũng phải di chuyển, di cư đi đến nơi khác. Và hoạt động thứ ba đó chính là mở rộng các khu công nghiệp, khu đô thị. Mở rộng các khu công nghiệp. Khu đô thị. Rồi, chúng ta xây dựng nên các cái khu công nghiệp này, các cái khu đô thị thì nó sẽ làm giảm cái sự đa dạng sinh học, thậm chí làm ô nhiễm cái môi trường không khí, khói bụi vân vân. Rồi, xả rác, xả chất thải gây ô nhiễm môi trường. Xả rác này, chất thải này, chất thải sinh hoạt này, chất thải công nghiệp này, hoặc chất thải chưa qua xử lý này, toàn bộ nó đều gây ô nhiễm môi trường. Rồi, môi trường bị ảnh hưởng dẫn đến số lượng các loài có thể bị giảm sút. Nếu như môi trường nó ô nhiễm, các cái loài sẽ bị chết. Số lượng cá thể nó giảm đi. Đó, như vậy nó cũng sẽ gây ra suy giảm đa dạng sinh học. Và đây, đó là toàn bộ những cái nguyên nhân. Đó, nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học. Và chúng ta cần phải khắc phục toàn bộ các cái nguyên nhân này. Và nó gây ra cái hậu quả nặng nề như thế nào. Chúng ta cùng tìm hiểu ở phần 2 nhỏ là hậu quả. Rồi, hậu quả của đa dạng sinh học khi mà bị suy giảm. Ở đây chúng ta có thể phân tích hình 38.8. Cô lấy ví dụ đó chính là rừng, đúng không? Một số tác hại của suy giảm đa dạng sinh học do chặt phá rừng. Nó sẽ đem lại những cái hậu quả gì? Rồi. Đầu tiên này, chúng ta thấy rằng khi mà rừng bị chặt phá thì sẽ xuất hiện các cái đồi trọc, đúng không? Các cái cây chỉ còn mỗi cái gốc thôi. Đó, và sau một thời gian thì nó sẽ hoàn toàn trở thành đồi trọc. Và sau đó là gì ạ? Các cái loài động vật sẽ không hề có môi trường sống nữa, không có nơi ở, đúng không? Bình thường thì các loài động vật đều sống trong rừng, nhưng khi rừng biến mất thì nó sẽ không có nơi ở. Hạn hán xảy đến và dẫn đến hiện tượng đó chính là động vật bị chết. Thứ hai, nếu như không có rừng này, khí hậu bị biến đổi này, xuất hiện các cái thiên tai, bão lũ, lũ quét và nhấn chìm rất là nhiều thứ, ảnh hưởng đến toàn bộ cả kinh tế của con người, cả cái đời sống. Thứ ba, rồi, nếu như rừng bị phá hủy này, đó, dẫn đến các hiện tượng như là sạt lở. Thông thường có cây xanh, có thực vật, có rừng, nó sẽ có vai trò là giữ đất. Nhưng nếu như rừng đã bị phá hủy thì toàn bộ cái hệ thống đất này nó sẽ rất dễ bị sạt lở, và thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng của con người nữa. Được chưa ạ? Rồi, vậy qua cái phân tích hình 38.8 thì chúng ta có thể thực hiện được hai cái yêu cầu của câu hỏi như sau. Đây, chúng ta có câu hỏi và đây là hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là nêu sự suy giảm đa dạng sinh học do phá rừng. Rồi, đây là câu hỏi số
6. Sách giáo khoa trang 137. Câu hỏi số 6. Đối với yêu cầu đầu tiên, nêu sự suy giảm đa dạng sinh học do phá rừng. Rồi. Sự suy giảm. Sinh học do phá rừng. Giống như cô vừa mới phân tích cái hình 38.8 đúng nhỉ? Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta đó chính là nêu lại thôi. Phá rừng thì nó gây ra giảm đa dạng về thực vật. Đương nhiên số lượng loài thực vật nó sẽ bị giảm đi. Giảm đa dạng thực vật. Tức là số lượng loại thực vật đấy sẽ bị giảm. Giảm đi. Thứ hai, đó chính là giảm đa dạng động vật. Động vật nó không hề có nơi ở, nó bị chết. Chết thì số lượng của nó sẽ ít đi. Thì sẽ là giảm đa dạng động vật. Bởi vì động vật nó không còn nguồn thức ăn và không còn nơi ở. Động vật có viết tắt. Không còn nguồn thức ăn. Và nơi ở. Đó. Thứ ba là gì? Xảy ra các cái thiên tai. Đó, thiên tai, bão lũ, hạn hán. Các thiên tai. Lũ lụt này. Hạn hán. Sạt lở. Vân vân. Và bên cạnh đó, chúng ta biết rằng cây xanh hay là rừng nó có một vai trò đặc biệt quan trọng do nó có cái chức năng thực hiện quang hợp khi mà có ánh năng lượng ánh sáng mặt trời. Và trong cái quá trình quang hợp của cây xanh thì nó đã làm cho cái lượng khí oxygen và lượng khí carbon dioxide trong khí quyển được cân bằng. Và nếu như rừng bị phá hủy thì cái sự cân bằng đó nó cũng sẽ bị thay đổi hay còn gọi là mất cân bằng. Cân bằng khí oxygen và khí carbon dioxide. Đó. Oxygen nó chính là O2 đấy, còn carbon dioxide là CO2. Và chúng ta có thể hoàn toàn kết luận được rằng phá rừng nó làm giảm sự đa dạng sinh học của cả động vật này và cả thực vật, nó ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người của chúng ta. Được chưa ạ? Phá rừng làm giảm đa dạng sinh học. Của cả động vật. Và thực vật ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của con người, ảnh hưởng trực tiếp đến con người, đời sống của con người. Đó, chính vì vậy mà chúng ta luôn luôn cần phải trồng cây gây rừng, nó không được chặt phá rừng. Rồi, đó là câu hỏi.
yêu cầu đầu tiên của câu hỏi số 6. Vậy tiếp theo chúng ta còn một cái yêu cầu nữa. Thứ hai, đó chính là nêu thêm những cái tác hại khác của suy giảm đa dạng sinh học. Và từ đó hãy cho biết vì sao cần phải bảo vệ đa dạng sinh học. Ngoài cái việc nó ảnh hưởng đến động vật này, ảnh hưởng đến thực vật, ảnh hưởng trực tiếp đến con người, thì nó còn có những cái tác hại nào khác nữa? Chúng ta hãy cùng trả lời số 2. Yêu cầu số 2. Rồi, tác hại của suy giảm đa dạng sinh học. Của suy giảm đa dạng sinh học. Đối với tác hại đó chính là mất cân bằng sinh thái này, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của con người. Đó. Mất cân bằng sinh thái. Hệ sinh thái của tự nhiên của chúng ta, nếu như đa dạng sinh học suy giảm thì nó sẽ dẫn đến đó chính là bị mất cân bằng. Ảnh hưởng trực tiếp đến con người. Ảnh hưởng trực tiếp. Đến con người này. Và nó đe dọa sự phát triển bền vững của trái đất. Sự phát triển bền vững của trái đất. Các bạn hãy tưởng tượng đó chính là nếu như toàn bộ rừng ở trên trái đất biến mất hoàn toàn. Đó, thì trái đất nó có thể phát triển bền vững được nữa hay không? Rồi, đó chính là tác hại đầu tiên. Thứ hai, đó chính là nó sẽ ảnh hưởng đến an ninh lương thực. Ảnh hưởng đến an ninh lương thực. Đa dạng sinh học, cả động vật và cả thực vật, thì nó đều cung cấp một cái nguồn lương thực rất là lớn, đúng không? Nếu như mà đa dạng sinh học bị suy giảm thì đương nhiên cái nguồn thức ăn này, nguồn lương thực, nguồn thực phẩm cung cấp cho con người đó sẽ bị thiếu hụt hoàn toàn. Như vậy thì con người chúng ta sẽ bị đối mặt với nguy cơ đói nghèo. Con người đối mặt với nguy cơ đói nghèo. Đối mặt với nguy cơ đói nghèo. Không có gì để mà sử dụng để mà làm thức ăn cả. Ngoài ra thì nó còn làm cái suy giảm nguồn gen. Số lượng loài mà bị giảm đi thì số lượng gen nó cũng bị suy giảm. Suy giảm nguồn gen. Và đặc biệt đó chính là nó làm biến đổi khí hậu. Và biến đổi khí hậu. Điều này thì nó sẽ dẫn đến các cái thảm họa thiên tai. Các thảm họa thiên tai. Thảm họa này. Thiên tai. Ví dụ như là bão lũ, hạn hán, sạt lở, vân vân, rất là nhiều. Đó là những cái thảm họa thiên tai thiên nhiên. Đó. Chính vì vậy thì chúng ta cần phải bảo vệ đa dạng sinh học. Đó. Cần bảo vệ
Đa dạng sinh học, cô viết tắt vì đa dạng sinh học nó có vai trò đặc biệt quan trọng đối với con người. Đa dạng sinh học có vai trò quan trọng đối với con người. Đối với con người. Chính vì vậy mà các cái bảo vệ đa dạng sinh học nó chính là bảo vệ cuộc sống con người của chúng ta. Đó, con người, sinh vật khác nữa. Bảo vệ đa dạng sinh học chính là bảo vệ cuộc sống của con người. Của con người và các cái sinh vật khác. Được chưa ạ? Rồi. Như vậy thì qua cái phần ba la mã này, chúng ta đã biết được những cái nguyên nhân nào nó gây ra suy giảm đa dạng sinh học và những cái nguyên nhân đó nó để lại hậu quả gì cho con người của chúng ta. Từ đó chúng ta có thể đề ra được những cái biện pháp để mà bảo vệ đa dạng sinh học. Chúng ta cùng chuyển sang phần thứ tư. Bốn là bảo vệ đa dạng sinh học. Ở đây chúng ta có cái phần hoạt động thảo luận. Hãy quan sát hình 38.9 và nêu các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học và tác dụng của mỗi cái biện pháp đó. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể kể tên thêm một số các cái biện pháp khác. Bây giờ chúng ta cùng phân tích hình 38.9. Đây là hoạt động thảo luận. Sách giáo khoa trang 138. Yêu cầu đầu tiên đó chính là các cái biện pháp và tác dụng. Biện pháp và tác dụng. Rồi. Hình 38.9 thì chúng ta quan sát được có những cái biện pháp nào. Và biện pháp đầu tiên đó chính là trồng rừng. Đó, biện pháp trồng rừng. Vậy thì trồng rừng nó có tác dụng gì? Đối với trồng rừng nó sẽ phủ xanh được toàn bộ đồi trọc. Phủ xanh toàn bộ đồi trọc. Rồi. Và rừng nó chính là cái chỗ ở cho các cái loài động vật. Như vậy trồng rừng sẽ cung cấp chỗ ở cho các loài động vật hay là nơi ở cho các loài động vật. Đó là chính là cái tác dụng của trồng rừng rõ rệt nhất. Rồi, biện pháp số 2 đó chính là xây dựng hệ thống các cái khu vườn quốc gia này. Đó, và các cái khu bảo tồn thiên nhiên, ví dụ như vườn quốc gia Cúc Phương của chúng ta chẳng hạn. Xây dựng hệ thống các vườn quốc gia. Vườn quốc gia. Khu bảo tồn thiên nhiên. Nước ta thì có một số vườn quốc gia rất là lớn, ví dụ là vườn quốc gia Cúc Phương này, vườn quốc gia Ba Vì này, vườn quốc gia Cát Bà chẳng hạn, có một số nơi.
và tác dụng của việc xây dựng các cái hệ thống vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên này, đó chính là gì? Nó sẽ bảo vệ được cái môi trường sống tự nhiên cho các cái loài sinh vật. Bảo vệ này, hoặc là cung cấp môi trường sống tự nhiên. Môi trường sống tự nhiên nha, cho các loài sinh vật. Rồi, tiếp theo đó chính là nghiêm cấm khai thác, mua bán, tiêu thụ sản phẩm. Rồi, đó chính là cái biện pháp mà chúng ta quan sát được ở hình 39.1. Đó, nghiêm cấm khai thác này, khai thác, mua bán hoặc tiêu thụ sản phẩm từ các cái loài động vật quý hiếm. Thực vật và động vật quý hiếm. Chúng ta cần phải bảo tồn những cái loài động vật quý hiếm, đặc biệt là những cái loài mà đang có cái nguy cơ tuyệt chủng chẳng hạn. Rồi, vai trò của nó đó chính là làm giảm săn bắt này, khai thác trái phép. Nếu như chúng ta không khai thác, không mua bán, không tiêu thụ thì nó sẽ giảm được cái sự khai thác trái phép của những cái đối tượng xấu. Giảm khai thác trái phép. Động này, thực vật quý hiếm. Đó. Rồi. Bên cạnh đó thì chúng ta có một số cái biện pháp khác. Một số biện pháp khác. Ngoài ba cái biện pháp rất cụ thể là trồng rừng này, xây dựng hệ thống các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, nghiêm cấm khai thác, mua bán, tiêu thụ các sản phẩm từ các loài thực vật và động vật quý hiếm, thì chúng ta còn có các cái biện pháp như là không được phép lạm dụng quá mức. Không lạm dụng quá mức thuốc bảo vệ thực vật. Lúc nãy chúng ta tìm hiểu phần nguyên nhân, chúng ta thấy rằng có một nguyên nhân đó chính là do sử dụng quá mức thuốc bảo vệ thực vật. Thì chúng ta phải đề ra cái biện pháp đó chính là không được phép lạm dụng, sử dụng quá mức. Bởi vì cái thuốc bảo vệ thực vật này nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường đất, môi trường nước hoặc là cây. Rồi, thứ hai đó chính là chúng ta có thể tuyên truyền cho mọi người biết về cái hậu quả của suy giảm đa dạng sinh học. Suy giảm đa dạng sinh học. Đó. Khi mà tất cả mọi người đều biết cái hậu quả của suy giảm đa dạng sinh học, nó ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của con người, thì mỗi một con người sẽ có một cái ý thức để mà bảo vệ hay là duy trì sự đa dạng sinh học. Rồi, một biện pháp nữa mà ngay cả chúng ta cũng đều có thể thực hiện được, đó chính là bảo vệ môi trường. Hãy cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp này. Toàn bộ các chất thải thì cần phải được xử lý
bao gồm cả chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, vân vân. Xử lý chất thải trước khi xả ra môi trường. Đó chính là một số các biện pháp khác chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được. Đầu tiên làm luôn bây giờ đó chính là hãy bảo vệ môi trường của chúng ta xanh, sạch, đẹp. Trồng nhiều cây trong gia đình này, trong khuôn viên trường này, vân vân. Đó là các cái biện pháp và tác dụng. Rồi, cái phần số 2, thảo luận số 2 đó chính là thực hành tuyên truyền và thực hiện các cái luật bảo vệ môi trường, luật đa dạng sinh học, luật bảo vệ và phát triển rừng. Rồi, đối với luật bảo vệ môi trường thì rất là quen thuộc của chúng ta rồi, đúng không? Không được phép xả rác bừa bãi ra môi trường này, bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp theo quy định này. Thế còn đối với luật đa dạng sinh học, luật đa dạng sinh học thì được vào năm 2008 đấy. Và nó có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2009. Nó quy định sự bảo tồn và phát triển bền vững tất cả các cái loài sinh vật. Còn đối với luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, nó được có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2005, quy định những cái nội dung về bảo vệ và phát triển rừng. Như vậy thì qua cái bài học ngày hôm nay, chúng ta đã được tìm hiểu đa dạng sinh học là gì này, nó có vai trò gì đối với tự nhiên và đối với đời sống con người, có những nguyên nhân nào làm suy giảm đa dạng sinh học và hậu quả của nó. Từ đó chúng ta đề xuất được những cái biện pháp để mà bảo vệ được đa dạng sinh học cũng như là bảo vệ chính cái cuộc sống của chúng ta. Và đó là toàn bộ cái nội dung bài học ngày hôm nay. Ở nhà các em sẽ ôn tập lại bài học và hãy cùng đón chờ những cái bài học tiếp sau. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.